đi ra coi. Anh làm gì rồi chia tay em? Em có làm gì đâu. Cô tự hiểu đi. Em đâu có làm gì có lỗi với anh đâu. Thì đúng là cô không làm gì lỗi thôi hết trơn á. Cô tốt đẹp lắm. Mà biết sao không? Là do cô xấu á. Xấu ma chơi quý hờn luôn, xấu mà xúc phạm nguyên nhân luôn á. Vậy sau đó anh quen tôi? Thì lúc trước tôi quen cô vì tiền á. Mà giờ tôi giết hết sạch tiền cô rồi. Chia tay thôi bình thường mà. Anh, cô làm gì vậy? Tôi giúp anh rửa lại cái nhân cách của mình đó. Gục. Anh đụng thử xem, rồi tôi cho anh biết kết quả như thế nào. Đi cá. Tại sao bà phải như vậy? Tại sao bà phải hạ mình như vậy hả? Tôi... Cát à, không phải là bà không xinh, mà tại vì bà quá quan tâm tới người khác, cho nên là bà quên mất bản thân mình. Tôi mua tặng cho bà cái này nè. Đây là tấm chắn cao cấp của hot tiktoker Trần Ngọc Phương Mai á. Xài cái này thích lắm luôn. Cái này là có công dụng là nâng tông nè, dưỡng trắng da, với lại còn mềm và thơm nữa. 100% là nguyên liệu nhập khẩu, cho nên là bà an tâm mà dùng nha. Thiệt hả? Rồi bây giờ thì tắm đi. Hả? Đấy. Xin không? Ừ, xin. Không nghĩ là tôi luôn á. Bây giờ thì bà biết là bà xinh đẹp cỡ nào đó.